Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm à, Các bạn thân mến, và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện lời nguyện máu à, Không biết mọi người đã đón nghe hết phần 1 giọt máu à, hay chưa? Nếu mọi người chưa đón nghe thì phần này thì chúng ta có thể hơi khó hiểu một xíu Nên à, ai mà chưa đón nghe câu chuyện giọt máu hãy tìm lại giọt máu MC Duy Thuận trên Youtube sẽ ra à, Và chúng ta sẽ đón nghe lại sau đó quay trở lại để đón nghe à, câu chuyện ngày hôm nay nha Uh, câu chuyện này thì uh, dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa mọi người hãy cùng với thuận trải nghiệm hết câu chuyện lời Nguyền máu của tác giả Hoàng Kiên trong buổi tối ngày hôm nay mời mọi người cùng đón nghe trời vừa hừng sáng Minh anh và bốn người chị đã chuẩn bị lên đường đến khu rừng mà khi xưa ông Minh và bà Hậu đã gặp ông lão trên đường đến căn nhà của bà nội của cậu đã từng ở Quay sang nhìn bốn người chị của mình Minh Anh liền nói Các chị Chúng ta lên đường thôi Nhật Hạ gật đầu rồi từ tốn nói Được Hy vọng lần này đi Chúng ta sẽ tìm gặp được người đó Bóng dáng của năm người đi chưa xa Lúc này phía sau cô Người ở cũng vừa sắt tay bà Hậu bước ra đến cửa Bà Hậu liền cất tiếng hỏi Bọn chúng đi xa chưa Cô người ở nhìn theo bóng dáng của năm người nhóm Minh Anh đã đi xa, thì quay lại nói với bà hậu dạ thưa bà năm người họ đi xa rồi ạ bà hậu nở một nụ cười trên khuôn mặt mà nói được tốt lắm hy vọng lần này bọn trẻ đi sẽ may mắn gặp được chuyển nhân của ông lão đó cô người ở liền buông cánh tay đang đỡ bà hậu mà quỳ xuống dưới miệng lắp bắp nói con e rằng lần này họ đi chưa chắc sẽ tìm được người đó hay là chủ nhân cho con theo chắc chắn sẽ giúp họ tìm được người đó bà hậu đưa ánh mắt lúc này nhìn xuống phía cô người ở đang quỳ kia mà khẽ hỏi thế người có biết tại sao ta phải xả là bị mù không cô người ở gật đầu đáp lại dạ con biết bốn người đã đoán ra rằng sớm muộn gì hai con quỷ đó cũng sẽ quay lại để tiện đi lại cũng như không để ông minh và những người trong nhà nghi ngờ nên chủ nhân đã giả mù để đánh lừa họ Bà Hậu cười lớn. "Đúng. Quả là ta không nhìn nhầm người. Bao năm qua người theo ta, chắc người cũng hiểu việc ta muốn làm lúc này." Cô gái miệng đáp nhanh. "Dạ, người muốn nhanh chóng tìm được bà Thúy về có đúng không ạ?" Bà Hậu gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn ra xa. "Phải. Ta luôn muốn tìm chị ấy về. Đêm nay, người bí mật vào rừng vừa giúp bọn trẻ vừa theo sau bảo vệ chúng. Nhân tiện tìm chị Thúy ta về đây. Có người ở mừng rỡ mà nói, Vâng thưa chủ nhân, nhất định con sẽ làm tốt việc này. Bà hậu đưa cánh tay ra trước mặt, miệng cười lớn nói, Tốt lắm, mau vào nhà thôi, những gì ta sẵn người tuyệt đối không được nói với ai, biết chưa? Có người ở đứng dậy đỡ lấy tay bà hậu, cô lấy phép thưa, Con nhớ rồi ạ, à, xin người yên tâm bà hậu mỉm cười hài lòng nhìn cô gái bà nói nhỏ tốt lắm vậy chúng ta vào trong thôi trong phòng của ông minh lúc này bà nhi yêu tư nói em thấy lo cho lũ trẻ quá không biết lần này chúng đi có gặp nguy hiểm gì không ông minh cương mặt không hề tỏ ra chút nào lo lắng em không phải quá lo lắng em quên có một người rất quan tâm nó còn hơn anh và em sao bà nhi ngạc nhiên hỏi lại anh muốn nói đến chị Hậu sao? Ông Minh gật đầu. Phải. Anh tin chị Hậu cũng đã cho người âm thầm theo bảo vệ lũ trẻ. Bà Nhi cảm thấy yên tâm hơn. Bà đứng dậy đứng ra phía cửa nhìn lên trời. Bà Nhi nói. Hy vọng kiểu Nga không sao. Nếu con bé xảy ra chuyện, em không biết phải sống thế nào nữa. Ông Minh tiến ra phía bà Nhi. Ông lấy bà, ông Minh an ủi. Em yên tâm đi, con bé sẽ không sao đâu trong rừng lúc này minh anh liền ra hiệu cho các chị dừng lại khi anh thấy có ngôi nhà cũ của những người săn thú dựng lên minh anh chỉ hướng căn nhà rồi quay lại nói các chị đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây sáng mai hãy tiếp tục lên đường có được không nhật hạ liền nói được đó tối cũng muộn rồi nghỉ ngơi trước sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm người đó nhật linh nhật hương và Nhật Lan cũng gật đầu đồng ý ngay. Cả năm người tiến đến ngôi nhà lúc này bên trong khá tối. Thắp sáng căn nhà bằng những thanh củi được đốt lên, làm căn nhà trở lên sáng hơn. Ngồi xung quanh ngọn lửa đang cháy bùng trước mặt, mình anh nhìn các chị mà nói. Các chị đi ngủ đi, đêm nay em sẽ thức trông chừng. Nhật Hạ liền nói. Được, vậy em trông đến gần sáng, chị sẽ dậy thay cho em. Minh Anh gật đầu bốn người chị cũng nhanh chóng tìm vị trí tốt rồi nằm xuống lúc này chỉ còn mình anh ngồi cậu nhìn ra bên ngoài trời đêm trong rừng quả thật âm u và lạnh lẽo bỗng mình anh nghe có tiếng chân bên ngoài thì vội vã đứng dậy bước nhanh ra ngoài mình anh chết lặng đi khi xung quanh là những con chó hoang đang từ từ tiến đến trước mặt cậu trong lúc không biết sẽ phải đối phó với chúng thế nào thì tiếng cô gái nói vọng vào bên tai hãy cho chúng ăn hãy làm quen với chúng. Chúng sẽ giúp ngươi tìm được em gái. Nghe giọng nói của cô gái vang vọng bên tai, làm Minh Anh phải ngơ ngác nhìn xung quanh kiếm tìm. Nhưng thoạt nhiên, không có cô gái nào ở đây lúc này. Trước mặt cậu là những con chó hoang hung sữ đang tiến đến với ánh mắt rất đáng sợ. Minh Anh chưa kịp làm gì, thì một miếng thịt khá to từ trong nhà ném ra trước mặt lũ chó lúc này kèm tiếng quát. Ăn đi, ăn xong thì đi, để chúng ta yên minh anh giật mình nhìn lại thì nhận ra người chị vừa ném miếng thịt kia ra trước mặt lũ chó là nhật lan nhìn minh đang ngạc nhiên nhìn mình mà nhật lan bật cười thành tiếng cô liền nói em quên là chúng ta đang ở trong rừng sao đêm đến nơi đây thú hoang không phải là ít đâu chị đã chuẩn bị ít lương thực để chúng ta ăn cũng để phòng thân khi gặp thú sữa minh anh gật đầu chị chu đáo quá nhật linh cũng đã dậy bước ra ngoài nơi các con chó sói đang ăn miếng thịt kia mà nói ăn đi các em ăn xong rồi chúng ta có thể làm quen được không mình anh thấy nhật linh tiến đến gần những con chó hoang hung dữ kia thì lên tiếng nói giọng lo lắng chị linh cẩn thận nguy hiểm lắm đó nhật lan bật cười nhí nhảnh nói em quên chị linh của em là nhà huấn luyện thú sao mình anh nói xong e ngại nhưng nói gì thì nói Chúng vẫn là chó hoang, không phải là rất nguy hiểm đó sao?" Minh Anh chợt nhớ ra giọng nói của cô gái khi nãy đã nhắc nhở anh thì vội vã đưa ánh mắt đi xung quanh tìm kiếm. Thấy Minh Anh đang tìm gì đó lạ, Nhật Anh liền hỏi: "Ủa, em đang tìm gì sao?" Minh Anh đáp lại: "Phải chị ạ. À. bạn nãy khi lũ chó vừa xuất hiện thì có giọng nói của một cô gái nói với em rằng, cho những con chó hoang này ăn, chúng sẽ dẫn đường em đi cứu kiểu Nga." nhật hạ đang nằm bên trong lúc này đã tỉnh nghe thấy vậy thì liền chạy ra phía ngoài nhìn minh anh cô liền hỏi có người nói với em vậy sao minh anh gật đầu vâng chị ạ à. em nghe cô gái đó nói vậy nhưng có điều em nghe giọng nói này khá quen dường như em nghe thấy ở đâu rồi nhật hương liền bước đến gần hơn cô ta tò mò hỏi cô ta nói với em thật vậy sao em đã gặp cô ta ở đâu em cố nhớ lại xem nhất định là cô ta biết kiều nga ở đâu minh anh đưa tay lên cảm suy nghĩ cậu nhớ ra oan hồn cô gái bị lột da hiện về lần trước thì miệng nói nhanh đúng rồi cô ta chính là người bị lột mất lớp da bên ngoài cô ta đã chết và cái em nhìn thấy đêm đó chính là hồn ma của cô ta cả nhật lan và nhật hương liền chạy ra ngoài ói ngay khi nghe minh anh nói rằng cô ta bị lột mất lớp da trên cơ thể mà không khỏi cảm thấy kinh hãi minh anh nhìn nhật linh đang nhìn lũ chó hoang ăn mà nói cô ta nói lũ chó có thể đưa em tới nơi đó nếu cho chúng ăn no cả ba cô gái đều hét lên cô ta nói vậy với em sao minh anh gật đầu cậu im lặng không nói gì lúc này bên ngoài nhật linh liền nói để quen với lũ chó hoang này thì cho em ba ngày là em sẽ quen được với chúng nghe nhật linh nói vậy minh anh bước ra mà hỏi lớn ba ngày sao nhật linh liền gật đầu phải em cũng nói rồi chúng là chó hoang mà đâu phải một ngày là quen được với chúng vậy ở đây ba ngày đi cả năm người nhìn nhau và không nói gì lúc này gần đó một bóng đen đứng quan sát lặng lẽ lắng nghe toàn bộ câu chuyện bóng đen liền nói phải về báo cho chủ nhân biết việc này dù gì bọn họ cũng ở đây ba ngày bà hậu ngồi trong phòng thì cửa sổ được mở ra giọng nói của nữ hầu của bà vang lên thưa chủ nhân có việc này con muốn báo với người bà hậu từ từ mở mắt ra sao lại quay trở về có việc gì với lũ trẻ sao nữ ở lắc đầu vội vã nói không phải ạ à, mà là con nghe cậu chủ nói là lũ chó hoàng sẽ đưa họ tới chỗ của kiểu nga bà hậu đứng dậy nhìn nữ ở đang quỳ trước mặt mà hỏi mình anh nó nói vậy sao lũ chó thì có liên quan gì nữ ở nói xong lắp bắp trả lời việc này con cũng không rõ nhưng nghe nhật linh nói họ sẽ ở lại căn nhà đó để thuận phục lũ chó hoang trong ba ngày bà hậu gương mặt tỏ ra khá bất ngờ bà ngồi xuống kế ưu tư nói ở đó ba ngày ư lũ chó sẽ đưa chúng đến chỗ kiểu nga sao việc này thật khó hiểu bà hậu nhìn nữ ở mà nói còn mau tới đó có gì thì về báo với ta nhớ không được để chúng xảy ra nguy hiểm nữ ở ngước mắt nhìn bà hậu rồi nói giọng kiên định hơn chủ nhân yên tâm con sẽ theo sát họ không để họ gặp nguy hiểm gì người cứ yên tâm ạ. À. bà hậu đưa tay lên ra hiệu được rồi đi đi nữ ở cúi đầu chào rồi nhanh như gió nhảy qua cửa sổ biến mất ngay sau đó bà hậu suy nghĩ rồi tỏ ra khó hiểu mà nói một mình lũ chó sẽ đưa chúng đi tìm kiều Nga sao? Chuyện này quả thật làm ta thấy khó hiểu quá. Màn đêm buông xuống, khu rừng trở lên yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong căn nhà được dựng tạm của những người thợ săn đặt bẫy thú trong rừng lúc này, tiếng thở đều đặn của bốn trẻ em Nhật Linh, Nhật Hạ, Nhật Lan và Nhật Hương vẫn vang lên. Mình anh ngồi trông chừng để các chị của cậu được ngủ ngon. Mình anh hai mắt nhắm chặt, hai tay lắng nghe xung quanh các phía của căn nhà. một bàn tay chạm vào người làm cậu lùi lại vì bất giác giật mình. nhật hạ liền giơ tay lên miệng ra hiệu cho minh anh giữ yên lặng. đại cậu em trai đang kinh hãi vì vừa bị mình làm cho giật này người kia mà khẽ nói em có nghe thấy tiếng gì không? minh anh miệng thẻo thảo nói ủa ừ, chị nghe thấy gì sao em không nghe thấy. lúc này nhật lan cũng đã ngồi dậy lắng tai nghe cô tiến đến chỗ của nhật hạ và minh anh mà nói đúng đúng là có tiếng hình như là tiếng chó hú phải không minh anh im lặng lắng nghe nghe được tiếng những con chó hoang bên ngoài làm cậu vội vàng đứng dậy chạy nhanh ra bên ngoài hai chị em nhật hạ và nhật lan cũng chạy theo sau đứng trên khoảng đất rộng xung quanh là rừng cây bao quanh trong bóng tối những ánh mắt sáng rực của lũ chó rừng đang tiến về phía minh anh và hai người chị của cậu mỗi lúc một gần hơn. Giờ cánh tay lên phía hai người chị đứng phía sau, Minh Anh liền nói. Hai chị vào trong gọi chị Linh và chị Hương dậy đi. Nhật Hạ gật đầu, rồi từ từ cô lùi lại phía sau, chạy đến chỗ Nhật Linh lúc này đang say ngủ. Lấy người Nhật Linh, cô liền gọi lớn. Em ơi, dậy đi, lũ chó, lũ chó đến rồi. Nhật Linh nghe thấy chị nhắc tới lũ chó thì ngồi bật dậy mà chạy nhanh ra sân. Nhật Hương cũng đã tỉnh và theo sau ra đến bên ngoài. Nhật Linh cầm nhanh ít đồ ăn, cô đáp phần lại để dùng đối phó với lũ chó, đề phòng lũ chó đói, đêm đến sẽ đến tấn công bất ngờ. Nhật Linh tiến đến phía trước, cô xa hiệu cho Minh Anh và các chị em lùi lại phía sau. Lúc này chỉ còn mình cô và những con chó hoang, chúng bao vây xung quanh Nhật Linh mà gầm gừ trong miệng như muốn lao đến cầm trong tay thức ăn đã chuẩn bị từ trước Nhật Linh cảm thấy khá tự tin khi đứng trước lũ chó Bỗng những con chó dừng lại Chúng cúi đầu nhìn về góc tối như chờ đợi điều gì đó Thấy lũ chó có phản ứng lạ Miệng Nhật Linh lẩm bẩm Cuối cùng thì mày cũng đã đến Nào, lại đây Ăn đi Chúng mày ăn no đi Rồi đưa bọn ta đến chỗ hai con quỷ đó Đã giam cầm những người thân của bọn ta Trong bóng tối sâu thẳm kia một con chó có thân hình khá to lớn Nó từ từ bước đến trước ánh mắt sợ hãi Của những con chó khác Ánh mắt của nó nhìn người trên tay Đang cầm thức ăn là nhật linh Mà tiến đến Con chó dùng trước mặt nhật linh Nó nhe hàm răng dữ tợn Và ngửa mặt lên trời Nơi ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu xuống Gương mặt hung dữ của nó Làm nhật hương sợ mà tốt lên Tại sao? Tại sao nó lại hung dữ như vậy? nhật hạ nắm tay nhật hương kéo về phía cô mà khẽ nói em đừng lo em không tin vào khả năng của nhật linh sao nhật hương gật đầu nhưng không khỏi lo lắng nhìn đám chó đặc biệt là con chó hung dữ đang hú dài từng hồi như muốn nói với tất cả những người có mặt nó chính là thủ lĩnh của những con chó còn lại nhật linh đưa thức ăn đến trước mặt con chó rồi lùi lại phía sau chờ đợi con chó đầu đàn nhìn ánh mắt của linh như thăm dò Dường như nó cảm nhận được sự an toàn ở cô gái trước mặt mà quay lại như muốn nói với những con chó kia có thể đến ăn số thức ăn mà Nhật Linh đã đặt trước đó. Những con chó tiến đến ăn no rồi tản ra xung quanh chỉ để lại con đầu đàn và Nhật Linh ở lại. Nhật Linh tiến đến gần con chó lúc này cô cảm nhận được nó không còn hung dữ với cô như lúc nãy nữa. Mình anh và các chị gái đứng bên ngoài quan sát mà cảm thấy thực sự lo lắng về hành động của nhật linh lúc này đang quá nguy hiểm từ từ đặt bàn tay lên đầu của con chó rất to trước mặt nhật linh mỉm cười nhìn vào mắt con chó trước mặt mà nói nhỏ vào tai nó mày biết tao có thể làm gì rồi phải không chúng mày đã ăn no vậy hãy đưa chúng ta đến nơi hai con quỷ đó được không dường như con chó hiểu được lời của nhật linh mà đưa bàn chân trước lên phía cô như đồng ý với đề nghị của cô lúc này quay người lại phía các chị gái và minh anh nhật linh mừng rỡ nói mau theo chúng chúng sẽ dẫn đường đưa ta tới đó minh anh vui quá cậu quay lại phía sau nói với nhật hạ tốt quá rồi hy vọng sẽ kiếm được kiểu nga mong rằng con bé sẽ không sao khi trong rừng nhóm người minh anh và nhật hạ đang được sự trợ giúp của lũ chó hoang thì lúc này trong căn nhà bỗng nhiên có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra, khiến đám hạ nhân trong nhà chạy ra sân tò mò, chọt xe mắt nhìn lên phía mái nhà, nơi lúc này đang dần dần hiện ra bóng dáng của hai con quỷ, một nữ và một đứa nhỏ. Ông mình và bà Nhi lúc này chạy đến nơi, nhìn lên mái nhà mà thầm hét lên kinh hãi. Khi lúc này, quả thực hình ảnh đáng sợ về hai con quỷ trước mặt làm hai người không thể diễn tả hết được nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm lúc này. Bà hậu bước đến nơi Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn Còn chưa kịp nhận ra Thì quỷ nhi kia ngửa mặt lên cười Rồi biến mất ngay trong ánh mắt ngỡ ngàng Của những người có mặt lúc này Hiện ra ngồi trên vai của một nữ hầu Đứng trong số đám hạ nhân Quỷ nhi cắn xuống cổ Làm nữ nhân kia chỉ kịp hét lên Đau đớn rồi tắt thở ngay sau đó Trong bóng tối Quỷ nhi kéo lê cái xác của nữ nhân xấu số trong tay Rồi leo nhanh lên tường nó nhảy thoan thoát trên mái nhà Tiến đến nữ quỷ Lúc này đang cười như điên dại Nữ quỷ sừng tiếng cười Ánh mắt đỏ như máu Nhìn xuống đám người bên dưới sân Đang run lên dữ sội Mà hét lớn Năm xưa các ngươi Có tên thầy Pháp đó chống lưng Đánh đuổi được mẹ con ta ra khỏi căn nhà này Bao năm qua Chúng ta không ngừng tu luyện nhẫn nhịn chờ đợi cái ngày tên Pháp đó chết đi Bây giờ không còn ai chống lưng cho các ngươi ta thử xem Các ngươi làm gì được ta Tiếng cười của nữ quỷ vang lên không ngừng Trong màn đêm lúc này Khiến những kẻ yếu tim phải kinh hồn Mà hét lên những tiếng thét sợ hãi Tiểu quỷ kia Tại vứt xác chết của một nữ hầu Đã bị lột lớp ra bên ngoài xuống sân Miệng cười lớn mà nói Mẹ con ta Để cho các ngươi chết không được siêu sinh Mỗi ngày trăng tròn Mẹ con ta sẽ trở về giết một người và lột ra người đó đến chết mẹ con ta sẽ cho các ngươi và căn nhà này ngập trong biển máu hai con quỷ cười lớn rồi dần dần biến mất tiểu quỷ quay người tách cầm lớp da đang chảy máu xuống nền ngói trên mái nhà rồi biến mất ngay sau đó cả căn nhà lúc này im lặng đến đáng sợ khi ánh mắt lo lắng nhìn nhau của đám hạ nhân trong nhà họ không biết nên ở hay bỏ căn nhà này mà đi Ông Minh cảm thấy được những ánh mắt đang hoảng sợ trên mỗi gương mặt mà lên giọng chấn tĩnh tinh thần của những người có mặt. Mọi người bình tĩnh, nhất định Minh Anh và các chị của nó sẽ tìm được hậu nhân chuyển thế của vị pháp sư năm đó. Ta hy vọng chúng ta hãy luôn giữ lòng tin và chờ đợi tin tức của Minh Anh và các chị của nó. Quay lại nhìn xác chết của một người ở, này đã bị lột lớp da, để lại lộ ra phần thịt trên cơ thể Quả thực làm những người có mặt thật sự cảm thấy sợ hãi. Bà hậu tiến đến bà vội nói. Trước mắt, mau đem cái xác này đi chôn lập cho cô gái này một ngôi mộ. Nhưng đó là việc trước mắt mà thôi. Ông mình tiến đến hỏi. Trước mắt là sao vậy chị? Bà hận u buồn nói. Con quỷ nhi đó đã lột bỏ lớp da trên cơ thể của cô gái ban nãy. Nó muốn linh hồn và thể xác của cô gái này bị phân tán không thể đầu thai. Việc đem chôn chỉ là trước mắt còn việc quan trọng là tìm lại lớp da người đó trở về lúc đó linh hồn cô gái này mới siêu thoát được bà nhi vừa sợ vừa nói thật là độc ác quá bà hậu gật đầu quả thật là rất ác độc loại ngại da người này ngỡ tưởng đã thất truyền từ rất lâu rồi vậy mà đám hạ nhân nhanh chóng mang xác của cô gái xấu xố kia đi chôn cất và lập bia mộ trên khoảng đất vừa chôn Bà hậu lúc này úp buồn mà thở dài. Nếu không nhanh tìm được người đệ tử truyền nhân đó, thì sẽ còn rất nhiều người phải chết nữa. Trong phòng ông Minh lo lắng, đi qua đi lại trước mặt bà Nhi. Ông dừng lại nói với vợ. Anh thật sự rất lo lắng. Bây giờ hai con quỷ đó đã trở lại. E rằng nhà chúng ta không thể tránh được tai kiếp này. Bà Nhi buồn rầu đáp. Nếu không nhanh tìm được người đó, thì sẽ phải có bao nhiêu người chết nữa. Ông Minh liền nói. Mẹ rằng chúng ta phải cho họ về quê. Nếu quả thực chúng ta không thể thoát được tai kiếp này, thì cũng không để họ bị liên lụy. Bà Nhi gật đầu đáp lại. Đúng vậy, họ là người ở, nhưng cũng là người. Không thể bắt họ chịu khổ cùng chúng ta được. Mai em sẽ cho họ tiền và nói họ về quê. Ông Minh mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh bà Nhi, ôm chặt lấy bà. Bao nhiêu năm qua chung sống với nhau, có với nhau kiểu Nga. Ông Minh rất hiểu con người nhân hậu và biết nghĩ cho người khác của bà Nhi. Bà Nhi áp mặt vào ngực ông Minh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà nói. Em chỉ lo cho con gái của chúng ta và con Minh Anh nữa. Hy vọng thằng bé sẽ tìm được em gái của nó trở về. Theo lũ chó rừng tiến sâu vào trong rừng, Nhật Linh và các chị em Minh Anh chạy theo hướng lũ chó rừng đã dẫn đường, mà chạy mãi, chạy mãi cho tới khi lũ chó dừng trước một hang đá khá to. Những con chó dường như cảm nhận được điều gì đó Chúng lùi lại rồi tản ra xung quanh như chờ đợi Mình anh kéo tay các chị núp vào một mỏm đá gần đó Đổi khẽ giọng nói với các chị của cậu Các chị phải thật bình tĩnh Bây giờ các chị ở đây đợi em Em sẽ vào trong đó xem bên trong hang động đó có cái gì Nhật Hương và Nhật Lan lắc mạnh đầu rồi cùng nhau nói Không được đâu em Bây giờ mình em vào đó rất nguy hiểm Chúng ta đâu biết được là bên trong có gì đâu nhỡ chẳng may bên trong không có người mà là thú dữ thì lúc đó biết phải làm sao chị không cho em vào trong đó một mình đâu bất chợt năm người cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi nhẹ qua làm cả năm người bỗng thấy rùng mình rồi ít phút sau đó không còn cảm nhận được gì nữa còn trước kịp định thần lại thì tiếng của một đứa trẻ vang lên trong khoảng không âm u rừng cây kia vọng lại mỗi lúc một gần hơn Minh Anh kéo tay của các chị lại gần hơn Cậu ra hiệu cho tất cả im lặng Mà không nói thêm điều gì Đứa bé nó chạy nhảy trên nền đất Tay nó kéo theo một tấm da Vẫn còn đang rỉ máu, bốc mùi tanh Làm đám người Minh Anh lúc này Phải sùng hai tay để bịt mũi lại Vì mùi từ đứa bé đó phát tới Theo làn gió thoảng qua Quả thực là rất hôi và tách mùi máu lại nhẹ tay của Minh Anh Nhật Hương nói nhỏ Đứa... Đứa bé đó là người hay ma vậy nhìn đáng sợ quá. Tay, tay nó đang cầm cái gì kia. Minh anh ơi, chị sợ quá. Quả đúng như Nhật Hương đã nói đúng về đứa bé đang nhảy múa tung tăng kia là ma, chứ không phải là người. Nó đang chạy nhảy đến gần chỗ của đám người Minh Anh thì dừng lại. Nó không chạy nhảy như vừa ít phút trước nữa. Thay vào đó thì nó dừng lại, đưa ánh mắt tà xị đỏ như máu nhìn xung quanh khắp lượt. Nó từ từ tiến lại phía của Minh Anh Nhật Lan sợ quá mà nói giọng sợ hãi. Em ơi, nó đang tiến đến chỗ chúng ta. Nó, nó phát hiện ra chỗ chúng ta rồi phải không? Nhật Linh lấy bàn tay ngăn Nhật Lan lại rồi nói. Chị bình tĩnh đã, chưa chắc nó đã phát hiện ra chỗ chúng ta đâu. Để em dùng lũ chó đánh lạc hướng nó. Cả đám người Minh Anh đều đồng tình với phương án này của Nhật Linh. Mà gật đầu rồi im lặng không ai nói thêm gì nữa nhật linh hướng mắt về hướng con chó đầu đàn đang đứng nhìn cô chăm chăm mà ra hiệu cho con chó từ xa con chó như có phép màu dường như nó hiểu được lời nói của nhật linh mà hú lên những tiếng ai oán rồi chúng ra hiệu cho nhau mỗi con một hướng chạy thẳng vào rừng quỷ nhi kia nhìn thấy lũ chó đang chạy nó cười lớn những con thú đáng kết mà hôm nay nếu ta không no thì chúng mày sẽ chết với tao rồi Quỷ Nhi từ từ đưa bàn tay đang nắm chặt tấm sang người, đang không ngừng nhỏ những giọt máu tươi vào miệng, mà cười sảng khoái. Máu ngon, máu ngon lắm. Nó đưa tấm sang người lên cao hơn, đưa miệng với những chiếc răng nanh dài và nhọn, để hứng những giọt máu vẫn đang không ngừng chảy xuống miệng của nó. Năm người đám minh anh đang không ngừng run lên, vì quả thực phải chứng kiến cái cảnh này, làm toàn thân không khỏi run lên dữ dội nhật hạ đưa bàn tay víu nhẹ vào áo của minh anh cô Thị thảo nói quả thực trong hang động kia có người nếu ta đoán không lầm chính là nơi trú ẩn của nó minh anh gật đầu xác điều đồng ý với lời nhật hạ nói là đúng cậu thở đều giọng nói cũng trở nên rõ và bình tĩnh hơn phải em suy đoán trong hang động đó chắc chắn có người nhật hương liền nói có có khi nào kiểu nga Kiểu Nga cũng ở trong đó hay không? Nhật Hạ nói chen vào. Chị cũng đang có suy nghĩ này. Nếu quả thực có kiểu Nga trong đó, chúng ta phải tìm cách vào bên trong cứu em ý ra ngoài. Minh Anh thở dài, gương mặt tỏ ra khá buồn. Nhưng phải vào đó bằng cách nào? Không lẽ chúng ta cứ thế lao vào hang sao? Quả thật nguy hiểm quá. Cả năm người nhìn nhau nhưng chưa suy nghĩ được làm thế nào có thể tìm cách vào bên trong hang động cứu người mà không để bị phát hiện một bóng đen từ từ đi tới chỗ của năm người lúc này bóng đen cất giọng làm năm người giật mình thót tim mà bất giác quay lại nhìn nhận ra trước mặt là một chàng trai bên ngoài nhìn còn khá trẻ nhật hạ lúc này đã kịp bình tĩnh trở lại nhìn chàng trai trước mặt cô liền lễ phép hỏi không biết anh đây là ai tại sao lại có mặt tại nơi này chàng trai mỉm cười ánh mắt đăm đăm nhìn con quỷ nhi đang uống máu ở phía xa mà nói giọng như không hề tỏ ra sợ hãi tôi là ai việc đó không quan trọng quan trọng là tôi giúp được các người minh anh nghe chàng trai kia nói vậy thì gương mặt vui mừng không tả nét u buồn ít phút trước đều đã tan biến mất nhìn chàng trai trước mặt minh anh liền nói nếu được anh giúp sức gia đình em nguyện báo ơn anh chàng trai cười nụ cười tỏ sắc hài lòng nhìn minh anh chàng trai liền ngồi xuống bên cạnh minh anh chàng trai nói tôi là tùng là người ở vùng này tôi để ý đến cái hàng đá năm ngày gần đây minh anh vui vẻ nói vậy là anh đã theo con quỷ nhi này năm ngày rồi sao tùng trả lời minh anh nhưng ánh mắt vẫn không rời quỷ nhi trước mắt một giây phút nào tùng nhẹ nhàng nói quả đúng là như vậy trước đây sư phụ của tôi trước khi chết đã từng nói rằng Bọn chúng nhất định sẽ còn quay lại trả thù, nên đã dặn tôi rằng đến đây sẽ gặp được nó. Tôi đã theo nói tới đây, lại gặp các người ở đây. Minh Anh thì hết sức ngạc nhiên, vì giữa đêm vắng vẻ thế này mà anh có thể gặp được một chàng trai chỉ hơn mình có vài tuổi. Nhìn Tùng đang ngồi nhìn về phía hang động, Minh Anh cất tiếng hỏi. Chúng tôi đang muốn tìm một người. Nghe bố mẹ tôi kể lại năm xưa đi tìm bà nội, đã từng gặp một ông lão trong rừng ngày đó ông lão đó đã cho bác tôi quá giang mãi tới sau này chúng tôi mới biết chính ông là người đã đuổi hai con quỷ đã phá gia đình tôi năm đó tùng đang nhìn về phía hang nơi quỷ nhi vừa bước vào thì bên tai nghe minh anh nói về việc năm xưa được một ông lão giúp đánh đuổi hai con quỷ phá hại gia đình mình thì ngạc nhiên tùng quay sang nhìn minh anh vội hỏi cậu vừa nói gì năm xưa bác cậu được một ông lão đưa đi quá giang trong rừng ông lão đó đã từng giúp đuổi hai con quỷ trong nhà cậu sao nhật hạ vội đáp lại đúng vậy chúng tôi đang đi tìm người học trò của ông lão năm đó tùng do sự một lúc rồi trả lời người học trò của ông lão năm đó chính là chính là bố của tôi năm người ngạc nhiên đến mức mắt mở to nhìn tùng mà không chớp mắt nhật linh và nhật hương đồng thanh nói anh anh nói là người học trò của ông lão năm đó là là bố của anh sao Tùng đứng dậy nói Đúng vậy Bố tôi trước khi mất đã dặn Trước khi thầy của bố tôi qua đời có sẵn ông Là phải bằng mọi giá Sau khi ông qua đời phải quay lại nhà Mà năm xưa thầy của bố tôi đã đuổi hai con quỷ ra khỏi Bố tôi nói nhất định Hai con quỷ đó sẽ còn quay trở lại Mình anh mừng rỡ reo lên Thật là ông bà và mẹ phù hộ Để anh em chúng tôi tìm được anh ở đây hôm nay Tìm được anh vậy Là gia đình tôi được cứu rồi Tùng mỉm cười nhìn Minh Anh và bốn cô gái đang tròn xe mắt nhìn mình mà nói. Quả thực, tôi không nghĩ là chúng ta lại gặp nhau ở nơi hẻo lánh vắng vẻ trong cái tiết trời đêm giá lạnh như thế này. Trước mắt chúng ta phải cứu được những người đang bị con quỷ kia nhốt ở bên trong hang động. Năm người nhóm Minh Anh liền gật đầu đáp lại. Đúng vậy, chúng ta phải tính toán thật kỹ lưỡng, nếu không thành công sẽ hại chết những người bên trong đó. Minh Anh và các chị của mình đang tập trung làm sao có thể cứu được những người bên trong hang động, mà không biết rằng ở một gốc cây gần đó, một bóng người đang lặng im quan sát. Bóng đèn đó liền nở nụ cười hài lòng rồi quay người bỏ đi trong đêm tối. Tiếng gió thổi qua khe cửa, làm bà hậu cảm thấy khó ngủ. Đêm đã muộn mà hai mắt của bà vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Cánh cửa sổ được mở toang ra như một làn gió. Một bóng người quỳ rụp dưới chân bà hậu thưa chủ nhân bọn trẻ đã tìm ra cái hang bà hậu mừng rỡ đã tìm thấy nơi hai con quỷ đó bắt giam chị và cháu gái ta rồi sao người hầu gái cúi đầu lấy phép thưa dạ bẩm chủ nhân con không nghe thấy họ nói chắc chắn rằng bà thúy và tiểu thư đó ở hay không nhưng con tin đó là nơi hai con quỷ kia trú ngụ bà hậu lúc này đã đứng dậy gương mặt tỏ ra đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó Ánh mắt của bà như đang tỏ rõ niềm hy vọng mãnh liệt rằng sẽ tìm thấy được người chị gái mất tích bao năm qua và đứa cháu gái bà yêu quý nhất. Nhìn nữ hầu đang quỳ dưới đất, bà hậu liền nói: người màu đến chùa mời các vị tăng nhân đó để giải trừ yêu nghiệt cứu lấy chị gái ta. Ngươi phải làm nhanh hơn lũ trẻ một bước, nếu không lũ trẻ sẽ vào đó, quả thực sẽ rất nguy hiểm với chúng. Nữ hầu ngửa mặt lên nhìn bà hậu như đã thầm hiểu ý của bà mà đáp lại. Dạ, thưa chủ nhân, con biết phải làm gì rồi ạ. Bà hậu vội gật đầu. Bà đưa bàn tay nhanh nheo lên ra hiệu cho nữ hầu nhanh chóng đi thực hiện yêu cầu của bà. Nữ hầu từ từ đứng dậy, ánh mắt sáng lên lạ thường. Nữ hầu đã đến ngoài sân thì miệng nở một nụ cười đắc ý. Miệng nữ hầu gằn lên. Mụ già, bao năm qua ta nhịn ngươi, đến lúc ta trả thù ngươi rồi. Nhớ khi xưa vì mụ mà mẹ của mụ và mẹ ta đã vì ta mất tích mà quá đau buồn nên đã ủ bệnh đau đớn mà qua đời. Bao năm qua, người luôn xấu ta không cho ta lộ diện. Dù ngươi có mục đích gì đối với ta đi chăng nữa, ngày mai, ngươi sẽ phải trả giá vì tội ác của mẹ con ngươi khi xưa. Nữ hầu ngửa mặt lên cười lớn. Nước mắt của tình mẫu tử đang ngăn dài trên gương mặt có nhiều vết sẹo kia. Bà hậu đứng từ xa quan sát nữ hầu mà thở dài ta biết người vẫn ôm hận và muốn trả thù ta và mẹ ta năm đó đã dựng lên lời nguyền đáng sợ đó mà khiến mẹ ngươi qua đời bao năm qua ta vẫn đợi người giết ta để trả thù cuối cùng thì ngày ta đợi suốt bao năm qua cũng đã đến đi đi con gái nếu ngươi có thể giết ta âu cũng là do ta bị quả báo mà thôi ngày mai ta đợi ngươi bà hậu vừa dứt lời thì có người ở tên Thu bước tới miệng lễ phép nói. Tại sao chủ nhân không đuổi cô ta đi? Người như cô ta giữ lại bên cạnh không phải là sẽ rất nguy hiểm sao? Bà hậu quay lại nhìn, lắc đầu nói. Ta có lỗi với mẹ con họ. Nếu ta chết mà có thể hóa giải được hận thù, thì ta rất sẵn lòng. Thu vội tiến đến đỡ cánh tay của bà hậu, mà nét mặt tỏ ra rất lo lắng. Đặt bàn tay lên tay của Thu, bà hậu nói. Tội lỗi của mẹ con ta có chết hết kiếp này, có lẽ cũng không được được hết tội. Còn việc ta sai con lên chùa mời các thầy về chấn yểm hai con quỷ đó, con làm đến đâu rồi? Thủ cúi đầu lấy phép đáp lại. Trưởng nhân yên tâm, con đã làm theo người sai bảo. Chắc giờ này các thầy trên chùa cũng đã đến được hang động đó rồi. Bà hậu mỉm cười. Tốt lắm, vậy chúng ta vào nhà chờ tin vui thôi. Thu đỡ bà hậu vào bên trong, Cánh cửa cổng được đóng lại cách đó không xa. Một bóng người đứng sau một cốc cây to, bước ra miệng cười lớn. Bà tưởng có thể dễ dàng đuổi hai con quỷ đó như vậy sao? Bà đừng hòng sống sót qua được đêm mai. Mối thủ này, bà nhất định phải đền mạng để trả hết những tội ác bà và bà Thúy đã làm năm xưa. Bóng đèn đó chính là cô hầu gái mà bà hậu đã nói tên oanh. Chính là một trong những đứa trẻ năm đó bị mất tích. Oanh được bà Hậu đưa về sau khi ông Quang mất đi. Oanh luôn bên bà nhiều năm qua. Bà Hậu biết Oanh rất hận bà, nhưng bà vẫn dạy bảo và chăm sóc cô rất tốt, như muốn bù đắp những mất mát mà mẹ con bà Hậu đã làm năm xưa. Oanh sau khi nghe nén được đối thoại của bà Hậu và bà Thu, thì nhanh chóng đến hang động nơi Kiều Nga và bà Thúy cùng chồng và con trai đang bị hai con quỷ kia giam giữ. Anh không biết rằng bên ngoài hang động kia chính là đám người minh anh đang theo dõi ở đó không xa nhìn thấy oanh nhật hạ đã rất ngạc nhiên khi nhận ra cô chính là người hay đi ra từ phòng của bà hậu tại sao cô ta lại ở đây nhật lan và nhật hương thấy lạ vội hỏi ngay cô ta là ai cô ta là ai vậy chị nhật hạ giọng nghi ngờ nói lạ quá tại sao cô ta lại có mặt ở nơi này cô ta có liên quan gì tới hai con quỷ đó nhật hương kéo tay nhật hạ mà gấp gáp hỏi chị còn chưa trả lời em cô ta là ai nhật hạ u buồn nhìn minh anh và các chị em trước mặt cùng tùng đang ngồi trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt tò mò mà trả lời cô ta chính là một người trong số chị em ta năm xưa nhật lan há miệng mà kinh hãi hét lên không phải là là oanh sao nhật hương nói vào oanh ngư. Năm đó sau khi thầy Quang mất thì em ý đã mất tích suốt bao năm qua. Sau bây giờ lại là người hầu của bà hậu? Rốt cuộc bà ta có mục đích gì? Tùng im lặng để lắng nghe. mình anh thì không hết ngạc nhiên mà nhìn Nhật Hạ như chờ đợi. Nhật Hạ đặt tay lên trán mà thở dài tiếp tục nói. Quả thật, chị không hiểu anh tại sao lại thường bí mật gặp bà hậu. Nếu như hôm nay không thấy em ấy ở đây thì ta đã không nhận ra rồi. Nhật Lan níu bàn tay của Nhật Hạ giọng gấp gáp. Vậy có phải là bà Hậu đứng sau chuyện này hay không? Minh Anh chen lời. Không thể nào đâu. Bác Hậu bao năm qua đã đối xử rất tốt với chúng ta. Em không nghĩ bác Hậu đứng sau chuyện này. Với lại, với lại không phải bác Hậu rất muốn tìm bác Thúy về và rất yêu thương kiểu Nga sao? Cả bốn người nhìn nhau mà không có đáp án. Lúc này Tùng mới lên tiếng. Trước mắt, Chúng ta vẫn cứ theo dõi thêm rồi xem tình hình. Có thể vẫn còn nhiều điều mà tôi nghĩ vẫn cần phải làm sáng tỏ. Năm người tiếp tục quan sát, thì bất ngờ thấy bóng dáng bốn vị sư giả bước đến từ đường mòn. Bốn vị tăng đứng trước cửa hang động, miệng liền nói lớn. Hai con quỷ kia, chúng ta biết các ngươi ở trong hang động, còn không mau hiện hình ra đây. Gió từ trong hang động thổi ra bên ngoài, làm áo của bốn vị tăng nhân bay lên dữ dội. Tiếng cười lớn của một nữ nhân hét lên từ bên trong vọng ra Các người có nghĩ có thể làm khó được ta sao? Mau cút đi Từ bên trong hang động Một bóng đen bước ra trước mặt bốn vị tăng nhân Mà cơn tức giận đã hiện rõ trong ánh mắt Các người không làm khó được ta đâu Bóng đen từ trong hang động bước ra chính là oanh Ánh mắt của oanh lúc này đã trở lên đỏ sực màu đỏ của máu mái tóc bay lên phất phơ trong làn gió làm gương mặt đã nhiều vết sẹo trên khuôn mặt càng khiến oanh trở lên đáng sợ đứng trước bốn vị tăng sư mà anh tỏ ra không hề sợ hãi từ bên trong hang động một đứa bé với cái lưỡi dài và đôi mắt đỏ tà dị nhảy vọt ra ngoài nó nhanh chóng leo lên vai của oanh đưa ánh mắt quỷ quái nhìn về phía của bốn vị sư mà cười lên đắc ý hay lắm đến đủ cả rồi sao nhưng ta cảm thấy ở đây không hẳn là chỉ có bốn người các ngươi. Ra hết đi. Các ngươi tưởng ta không biết các ngươi ở đó sao? Quỷ Nhi nói rồi cười lớn, làm đám người của Minh Anh phải đứng dậy mà bước ra ngoài. Tùng kéo tay của Nhật Hạ lại rồi nói: Các ngươi tùy cơ đối phó nó, ta sẽ cứu những người bên trong hang. Nhật Lan và Nhật Hương nghe Tùng nói vậy, thì ánh mắt lộ rõ sự cảm kích mà mỉm cười nhìn anh. Nhật Hạ như hiểu ý, Cô nhìn Tùng rồi gật đầu nói nhanh Vậy việc cứu người chúng tôi nhờ anh giúp rồi Tùng gật đầu nhanh như cắt Tùng lấy trong tay ra một lọ thuốc nhỏ Rồi uống nhanh vào miệng Tiến lại gần chỗ anh và con quỷ nhi kia đang đứng Minh Anh và bốn người chị chắp tay trả bốn vị sư trước mặt Nhật Hạ nhìn oanh mà hét lên Em là em của các chị Hãy quay lại đi Đừng ngu muội nữa Anh nhìn con quỷ nhi trên vai mà ngửa mặt cười lớn em ư ừ, các ngươi nhìn gương mặt của ta chưa ta xấu xí như này không phải hồi còn bé các người không thèm chơi vì chê ta xấu xí sao nhật hạ giơ bàn tay lên nhẹ giọng nói em đừng như vậy hãy nghe chị đi hãy quay lại với bọn chị đi chúng chỉ lợi dụng em thôi con quỷ nhi trên vai của oanh liền nhét răng thẻ lưỡi đỏ của nó về phía của nhật hạ mà gằn giọng Mày nghĩ nó là em mày nữa sao? Nó đã đồng ý bán linh hồn nó cho chúng ta rồi. Nó đâu phải em các người nữa. Quỷ Nhi nói, rồi cười lớn như muốn thách thức. Mà nữ trong hàng bay ra. Đứng cạnh oanh, mà chỉ tay về hướng bốn vị sư lúc này đang đứng trước mặt, mà quát lớn. Tại sao các người không buông tha cho mẹ con ta? Cứ phải ép mẹ con ta vào đường cùng. Vị sư già từ nãy đến giờ, hai mắt vẫn nhắm chặt mà chưa mở ra. Ngày mà nữ nói xong, ông ta từ từ mở mắt ra, miệng nói nhỏ nhưng rõ tiếng. Yêu nghiệp của các người đã mạnh hơn trước rất nhiều. Gia đình đó đã làm gì đắc tội với ngươi mà ngươi lại ám và phá họ như vậy? Nếu đã không thủ oán gì với ngươi, hạ cớ gì các ngươi phải xeo rắc tội ác như vậy? Mà nữ vùng tay lên, tạo ra một làn khói đen bao trùm xung quanh bốn vị tăng mà cười lên đắc ý đám tăng sư các người thì biết cái gì mà dạy bảo ta. Năm đó ta được ân nhân cứu vì trên đường ta và con trai ta bị thương. Ta yêu ông ta là có gì sai? Vị sư giả hai tay chắp vào nhau, thở dài nhìn ma nữ đang hung hăng kia mà thở dài đáp lại. Ông ta cũng đã chết rồi. Tại sao các ngươi còn muốn phá nhà người ta như vậy? Mình ảnh hét lên, giọng ngạc nhiên. Các chị, mà nữ đó đang nói ý muốn Năm đó ông nội là ân nhân đã cứu mẹ con chúng hay sao? Bốn người chị nhìn Minh Anh, gật đầu. Nhật Hạ nói, Phải, em không nhớ năm mẹ cả qua đời. Bố đã kể lại cho em nghe tất cả rồi sao? Minh Anh không nói gì thêm, mà chăm chú quan sát bốn vị sư trước mặt, như chờ đợi động tĩnh từ bốn người. Vị sư giả nghiêm nét mặt, miệng người từ từ hé ra. Các người gây nghiệp quá lớn, Xem ra chúng ta không ra tay ngăn người lại, sẽ còn nhiều người vô tội bị các người hại. Nói rồi, bốn vị sư nhanh chóng lao đến đứng xung quanh oanh và hai con quỷ kia, tạo thành một trận thế bao vây, không để hai con quỷ kia có cơ hội chạy thoát. Tùng đã cứu được bà Thúy và chồng con bà cùng với Kiều Nga ra ngoài. Đưa người đến chỗ Minh Anh xong, Tùng quay người hướng về phía bốn vị tăng mà trợ giúp tiêu diệt hai con quỷ kia. Anh ôm đầu mà hét lên vì tiếng niệm chú làm cô đau đầu mà hét lớn. Đừng đọc nữa, ta đau đầu quá. Tiếng hét vừa xích, quỷ nhi đang bám trên vai của oanh, cơ hồ nhận ra điều gì mà nhe răng định cắn vào cổ của oanh, thì bất chợt bị hất văng về sau do lá bùa vừa chạm vào người bốc cháy làm quỷ nhi đau đớn lùi về sau hét lên. Tùng chạy nhanh đến nhanh chóng bế cô gái với gương mặt với nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, làm Tùng không khỏi cảm thấy thương xót cho số phận của cô gái trong tay anh. Quỷ nhi bị thương không ngừng hét lên đau đớn, mà nữ kia không ngừng lao tới phía bốn vị tăng sư mà tấn công như muốn mở đường để có thể giúp quỷ nhi kia có thể chạy thoát. Quỷ nhi đang hét lên đau đớn vì chỗ vết thương bị lá bùa của Tùng phi tới, làm vết thương của quỷ nhi bốc cháy một làn lửa xanh tả xịn lửa xanh cứ như vậy dần dần thiêu cháy thân hình của quỷ nhi kia. Tiếng hét đau đớn của nó làm nữ quỷ đang giao chiến với các vị sư bỗng nhiên dừng lại. Nữ quỷ nhanh như gió bay tới chỗ đứa con của ả à, mà tiếng khóc vang lên xé toang màn đêm. Toàn thân nữ quỷ bốc lên khói đen, ánh mắt đỏ tà xị hướng thẳng về phía của Tùng mà lao đến. Nữ quỷ hét lên giận dữ. Người đã giết đứa con của ta hôm nay người đi chết đi bốn vị sư nhận ra được ma tính của nữ quỷ rất mạnh không thể coi thường liền lao tới giúp tùng lúc này đang bị nữ quỷ áp đảo mà phụ giúp cho anh quỷ nhi kia bị ngọn lửa xanh thiêu chết hồn phách đã hoàn toàn tiêu tan không thể đầu thai được nữa nữ quỷ giao chiến hồi lâu không còn có thể trụ vững mà thất thế liên tiếp chúng nhiều đòn thế của tùng mà liên tục lùi về phía sau các vị sư lao đến hóa giải ma nữ Khiến ả à không kịp trở tay mà ngã nhòi xuống đất Mà nữ gào thét vì đau đớn cho đứa con đã bị Tùng tiêu diệt Tùng lao đến trước mặt nữ quỷ Thì bất ngờ bị vị sư giả bước đến trước mặt anh Ông lấy thần che cho nữ quỷ đang nằm dưới đất phía sau ông Tùng thấy vậy anh hét lên Sư thầy, thầy đang làm gì vậy? Nếu bây giờ không tiêu diệt nó, nó sẽ hại chết nhiều người nữa Nó không bị tiêu diệt, sẽ còn bao nhiêu người bị nó hại nữa bây giờ? sư thầy trước mặt tùng chắp tay hiền từ nói thí chủ nói cũng có ý đúng nhưng không phải cô ta cũng đã chịu mất đứa con để trả giá cho việc ác mà mình đã tạo ra hay sao thí chủ làm rất tốt mong thí chủ từ bi hãy giao nước quỷ này cho ta ta sẽ cảm hóa tả tâm của cô ta tùng nhìn vị sư giả trước mặt ánh mắt cũng mùi lỗi tức giận trong lòng anh đi được phần nào tùng chắp hai tay lại cúi đầu lấy phép chào các sư thầy rồi quay người bước về hướng bà thúy và nhóm người minh anh đang đứng từ xa nhìn theo trên đường trở về nhà bà thúy đã thấm mệt mà ngã xuống đất đầu gối bà va phải một hòn đá mà máu từ đó chảy xuống không ngừng kiều nga nhìn thấy vội sẽ mảnh vải nhanh chóng bằng bó vết thương của bà mà gương mặt lo lắng lạ thường nhật hạ nhận ra không thấy oanh đâu thì vội lên tiếng hỏi oanh đâu rồi mình anh thấy vậy Chợt nhận ra không có anh trong đoàn người trở về nhà lúc này Thì thật sự anh cảm thấy ngạc nhiên Bà Thúy giơ cánh tay lên phía Nhật Hạ Mà dịu dàng nói Đừng trách con bé Hoàn cảnh của nó thực sự Rất đáng thương Hãy cho con bé một đường sống Ta không muốn nhìn thấy con bé Vì oán hận với em gái ta Mà sống khổ đến như vậy Bà Thúy ho nhiều Bệnh của bà do tiếp xúc với ma quỷ quá lâu nên cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhật Hạ thở dài rồi nói với bà Thúy. Con hiểu rồi, tất cả theo ý người. Đoàn người tiếp tục lên đường trở về nhà. Lúc này bà Hậu đang đứng ngồi không yên, bà hồi hộp chờ đợi tin tức báo về rằng bà Thúy sẽ không sao. Bà Hậu ngồi xuống ghế, hai mắt bà nhắm chặt lại. Một bóng người từ từ tiến vào trong phòng, lặng lẽ đến đáng sợ. Bà Hậu cảm nhận được có người vào phòng bà thở dài bà cất tiếng hỏi. còn đến phải không oanh? bóng đèn đứng phía sau bà im lặng mà không nói gì. bà hậu thấy phầy từ từ mở mắt ra. bà tiếp lời. nếu con đã đến, thì con có thể ra tay được rồi. bao năm qua ta thương yêu dạy bảo con như con ruột của mình. ta luôn hy vọng khi con lớn lên sẽ trở thành cô gái tài giỏi. nếu ta chết đi có thể hóa giải được oán hận trong lòng của con, ta sẵn lòng oanh hai tay nắm chặt toàn thân cô run lên từ từ bàn tay phải đang nắm chặt mở ra cô đưa tay lên ngang bụng cầm con dao nhỏ từ từ rút ra cô lao nhanh đến đâm về phía bà hậu phập con sao đâm vào lưng bà hậu khiến bà đau đớn mà nhắm chặt hai mắt toàn thân bà run lên oanh lao đến vừa khóc vừa hét lên tại sao tại sao người không tránh nhát dao này của con máu từ vết đâm không ngừng chảy ra toàn thân bà hậu run lên bần bật bà sơ bàn tay lên gương mặt với nhiều vết sẹo to nhỏ của oanh mà giọng nói không ném được xúc động còn có thể nghĩ ta tránh được vết đâm đó của con hay sao ta mang tội quá lớn hại con và mẹ con phải xa nhau ta nói rồi nếu ta chết đi có thể hóa giải được thù hận trong lòng con thì ta có chết cũng không hối hận oanh toàn thân run lên Nước mắt cô không ngừng chảy xuống má Tiếng bước chân dồn dập chạy tới từ bên ngoài Nhật Hạ vừa chạy vào bên trong Đã hét lên Trời ơi Oanh Em thật sự muốn giết bác hậu hay sao Oanh nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống Cô run run Em Em không muốn thế đâu Em không muốn mà Tại bác hậu Bác hậu không tránh mà thôi Oanh ôm chặt bà hậu mà khóc nức lên bà hậu giơ cánh tay lên gương mặt của oanh bà dịu dàng nói con đừng khóc con đã trả được mối thủ giết mẹ con phải vui mừng có phải không tuy ta không trực tiếp giết mẹ con nhưng ta biết mẹ con đổ bệnh nặng là do ta đã bắt con đi ta ta xin lỗi oanh hét lớn người đừng nói nữa người đừng nói nữa bà thúy và minh anh cùng những người khác cũng đã về tới ông minh và bà nhi cũng đã sang đến nơi bà thúy chạy vào hất mạnh oanh ra ngoài bà bà ôm chặt lấy bà hậu mà hét lên oanh tại sao con lại giết bác hậu tại sao vậy oanh ngã ra đất vì lực đẩy từ phía bà thúy quá mạnh oanh khóc nấc lên ứ nghẹn nước cổ họng mà không nói được lời nào bà hậu đưa tay lên cầm tay bà thúy mà nói chị thúy cuối cùng em cũng đợi được đến ngày chị trở về rồi em xin chị một việc được không bà thúy nước mắt cứ từ khóe mắt chảy xuống giọng bà run run em nói đi chị hứa việc gì chị cũng sẽ làm cho em bà hậu mỉm cười cảm ơn chị con bé chỉ vì hận em đã khiến mẹ con bé ốm nặng mà qua đời em mong chị đừng vì em mà ghét bỏ con bé chị hãy thay em dạy bảo chăm sóc con bé có được không? Bà Thúy ngửa mặt lên trời, hai mắt bà nhắm chặt mà bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý, vì bà biết bà hậu sẽ không qua khỏi. Bà Thúy gật đầu, cũng là lúc bà hậu dứt hơi thở cuối cùng. Những người có mặt quỳ xuống mà khóc lớn, làm bầu không gian trở lên bi ai đến nghẹt thở. đám tang của bà hậu diễn ra sau đó ít ngày. Tối hôm đó, anh đã quỷ bên quan tài của bà hậu đã hai ngày liên tục mà không có ngủ bà thúy bước đến gần rồi quỳ xuống bên cạnh oanh bà nói con có biết tại sao ta đồng ý với bà hậu sẽ chăm sóc cho con thay bà hậu không oanh quay lại nhìn cô cất lời dạ con con không biết ạ bà thúy nhìn dưới hình của bà hậu rồi nói với oanh vì ta muốn em gái ta có thể yên tâm mà lên đường ta biết cả đời của nó vẫn luôn trách bản thân vì đã có lỗi với chị em các con mà luôn canh cánh trong lòng bao năm qua. Bây giờ có lẽ em gái ta có thể mỉm cười mà ra đi được rồi. Oanh dập đầu trước ban thờ bà hậu mà khóc nấc lên. Bà Thúy đứng dậy, đặt bàn tay lên vai của Oanh mà nói thêm. Hãy là một cô gái tốt, đừng phụ tấm lòng của bà hậu con nhé. Oanh vừa khóc, vừa gật đầu xuống đất. Bà Thúy thở dài rồi bước ra ngoài. Bà vừa đi đến sân thì gặp bà Nhi. Thấy bà Thúy, bà Nhi cúi đầu lễ phép nói: "Chị cả, đêm rồi chị vẫn ở đây chưa, về phòng ngủ hay sao?" Bà Thúy gạt nước mắt. "Ta không ngủ được." Bà Nhi cũng đã khóc rất nhiều nên hai mắt đắt đỏ và sưng lên. Thấy bà Thúy nói vậy bà Nhi đáp: "Vâng. Chị Hậu ra đi đột ngột, chúng em cũng cảm thấy đau thắt ruột gan. Mong sao chị Hậu ra đi thanh thản." không phải vương vấn điều gì nữa. Bà Thúy gật đầu rồi bước đi. Bà Nhi đợi bà Hậu đi khỏi mới bước vào phòng thờ nơi oanh đang quỷ. Tiến đến quỷ bên cạnh oanh, bà Nhi liền nói. Còn biết không, ta xuất thần cũng từ một người ở. Được ông bà nội của Minh Anh yêu quý mà tác hợp với chồng ta. Nằm các con được tìm trở về nhà, ta thực sự thương các con nên nhận các con là con nuôi. Oanh ngồi dậy, cô gạt nước mắt mà nói với bà nhi mẹ nuôi ơi con sai rồi con sai rồi bà nhi mỉm cười rồi đưa bàn tay lên gương mặt đang đẫm lệ của oanh mà dịu dàng nói con ngốc quá không ai ghét bỏ con cả cái chết của mẹ con là ngoài ý muốn bác hậu thương yêu con như con bác dùng cái chết để đổi lấy sự bình yên trong lòng con tại hy vọng từ nay về sau con và các chị em trong nhà sẽ yêu thương nhau giúp đỡ nhau thù hận chỉ hại con chứ không giúp con được điều gì bác hậu mất rồi từ nay con hãy sống thật vui có được không oanh nước mắt vẫn không ngừng rơi cúi đầu xuống nghẹn ngào oanh nói con biết rồi cảm ơn mẹ nuôi đã không ghét bỏ con bà nhi mỉm cười nhìn oanh rồi đứng dậy bà đi ra ngoài rồi quay lại nhìn oanh đang quỳ trước ban thờ bà hậu Thở dài bước đi lặng lẽ Để oanh ngồi lại một mình Bà Nhi đi khỏi Một bóng đen đứng sau một cái cây lớn Ở sân nhìn vào bên trong Ánh mắt lộ rõ sự tức giận Miệng gần giọng nói Chính mày đã giết chủ nhân của tao Tóc thề với trời Mày không chết Thì tao chết Buổi chiều hôm đó trời mây âm u Báo hiệu một ngày ảm đạm Oanh quỷ trước mộ của bà hậu Mà cảm thấy rất đau lòng Bên cạnh của cô là những chiếc bình thủy tinh nhỏ, chứa bên trong là những bộ xác người bị lột ra bởi sự ác độc của quỷ nhi gây ra. Quý đầu trước mộ người mà trong suốt nhiều năm qua đã luôn chăm sóc và dạy dỗ cô rất tốt. Anh liền nói. Còn xin lỗi người, mong người yên nghỉ. Quay sang một người hầu nữ phía sau, anh mỉm cười nói. Cô đưa tôi đến nơi an táng những người bị quỷ nhi đó hại được không? Nữ hậu ấp úng đáp. B bây giờ sao ạ? À? Oanh lắc đầu. Cô đứng dậy nhìn những chiếc bình thủy tinh bên trong chứa những bộ sa mà nói. Đêm này, ta sẽ hoàn trả những bộ sa này về với họ. Mong rằng họ sẽ có thể siêu thoát. Đêm đó, hai bóng người nhỏ nhắn đứng trong nghĩa trang của làng. Gió thổi mỗi lúc một lớn, làm mái tóc của Oanh phất phơ trước gió, để lộ gương mặt với nhiều vết sẹo to nhỏ làm có người ở đứng bên cạnh cũng phải run lên vì thẩm kinh hãi. Đứng trước ba ngôi mộ được xếp gần nhau, anh liền bảo cô hầu gái cùng cô đào đất chôn những bộ da người đó xuống. Anh và cô hầu gái kia chôn xong thì mệt quá, hầu gái liền nói với anh: "Cô chủ, rốt cuộc những bộ da này có ý nghĩa gì vậy cô?" Anh mỉm cười hài lòng rồi nói với cô gái trẻ trước mặt: "Em biết không, nếu không mang hoàn trả những bộ xác này về cho họ, họ sẽ không thể siêu thoát được. Oanh đứng dậy, cúi đầu trước ba ngôi mộ mà nói thêm. Ta đã mang những bộ xa về đây. Hy vọng các người có thể siêu thoát, đậu thai kiếp người. Ta phải đi rồi. Khi rảnh, ta sẽ đến hương khói. Tạm biệt. Oanh và người hầu gái bước đi vào con đường mòn. Cũng là lúc bà oan hồn kia từ từ hiện lên. Tiếng khóc vang lên khi bàn tay đang xính đầy máu của những oan hồn đang từ từ mò xuống đất tìm kiếm bộ da thuộc về mình người đàn bà có ngôi nhà gần nghĩa trang bà nghe tiếng khóc ai oán của những cô gái mà bước ra bà tiến đến nơi phát ra tiếng khóc thì đột nhiên tiếng khóc không còn dừng trước ba ngôi mộ bà thắp mỗi một ngôi mộ một nén nhang rồi khấn vái bà hiền từ nói các cô đều còn quá trẻ này oan khuất cũng đã được giải không còn gì để vương vấn nữa. Các người hãy vui vẻ mà lên đường đi. Bà lão thở dài rồi bước đi trở lại nhà. Từ đó bà không còn nghe thấy tiếng khóc ai oán ở nghĩa trang nữa. Oanh nằm trong phòng, hai mắt đã nhắm, nhưng cô chưa ngủ. Oanh nằm đó, cố tìm giấc ngủ. Nhưng sau đêm nay giấc ngủ lại đến với cô khó như vậy? Cánh cửa sổ được mở ra. Một bóng đen lao về phía Oanh, làm cô bất giác nhận ra mà mở to mắt một ánh sáng chợt lóe lên trong mắt của oanh làm cô giật mình lùi lại phía sau nhận ra đó là thu oanh liền hét lên là cô cô muốn giết ta sao thu với gương mặt ánh mắt giận dữ gương mặt thù hận đã lên tới đỉnh điểm làm thu nhanh như gió lao tới phía oanh hai người sau đấu một hồi thì bất ngờ con dao trong tay cổ thu bị oanh làm bật lại đâm vào bụng của thu thu hét lên đau đớn rồi gục xuống đất Máu không ngừng từ vết đâm mà chảy xuống sàn nhà. Oanh Lao tới đỡ lấy Thu, cô hét lên. "Tôi không cố ý, tôi, tôi xin lỗi." Thu toàn thân run lên dữ dội, miệng chảy ra hàng máu tươi lăn dài từ khóe miệng. "Tôi không xít được cô. Tôi thật kém cỏi. Nhưng phải như vậy tôi mới có thể cảm thấy nhẹ lòng. Bây giờ, tôi đã có thể xứng cặp chủ nhân của mình. Tôi đã không có đủ can đảm để tự kết liễu bản thân mình." tôi phải cảm ơn cô mới phải Oanh vội vã nói Tại sao cô lại ngốc như vậy Tôi sẽ gọi thầy thuốc tới Cố gắng lên Thu kéo tay Oanh lại và nói Đừng Cô có gọi cũng không kịp đâu Hãy giúp tôi một việc được không Oanh liền nắm tay của Thu mà hỏi Việc gì Cô mau nói đi thủ nói giọng yếu ớt Hãy chôn tôi bên cạnh chủ nhân của mình Từ năm 10 tuổi tôi đã theo chủ nhân rồi tôi luôn coi người như mẹ của mình bao năm qua chủ nhân không lấy chồng nên người không có con tôi đã luôn mong muốn mong muốn được làm con của người dù có chết đi tôi cũng muốn ở bên cạnh người hầu hạ cho người thu ngừng thở cánh tay rơi xuống đất làm oanh bất giác cảm thấy trong lòng nhói đau mình anh chạy sang phòng của oanh thì chứng kiến oanh ôm người hầu nữ với con dao đang cắm sâu vào bụng thì cũng phần nào đoán được bước vào bên trong mình anh liền nói thật tội nghiệp nhưng cô ấy thật sự rất trung thành với bác hậu anh gật đầu gương mặt u buồn nói chị không ngờ cô ấy lại chọn cái chết đau đớn như thế này em đi cùng chị chôn cất cô ấy cạnh mộ của bác hậu được không mình anh gật đầu rồi tiến đến bế bổng thân xác đá lạnh của thu lên tay quay người bước ra ngoài đêm đó mình anh và oanh cùng mấy người ở trong nhà đã làm cho thu một ngôi mộ bên cạnh mộ phần của bà hậu đứng trước mộ của bà hậu và thu oanh chắp tay nói bác hậu ơi bác không cô đơn nữa thu xếp bầu bạn với bác nói xong hướng ánh mắt ra ngôi mộ mới đắp của thu oanh liền nói thêm cô yên nghỉ đi hãy tha thứ cho tôi tôi đã giúp cô đạt được mong muốn của mình hãy yên nghỉ tạm biệt cô minh anh và oanh cúi đầu lần cuối rồi trở về vậy là sau bao năm với bao sóng gió Cuối cùng hai mẹ con ác quỷ kia cũng đã bị các vị tăng sư thu phục. Quỷ nhi đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn có thể gây hại cho dân làng được nữa. Còn phần nữ quỷ đã được các vị sư đưa về chùa, ngày ngày tụng kinh hóa giải ma tính để sớm ngày siêu thoát. Ba năm sau, trong nhà có hỷ sự. Hôm nay là hôn sự của Minh Anh. Đoàn người đón dâu trở về. Minh Anh bước những bước chân vội vã từ trong nhà, nắm tay cô dâu của mình tiến vào gian phòng lớn bên trong ông minh và bà nhi bà thúy đang ngồi đợi sẵn cả nhà đều tập trung đông đủ không thiếu người nào cô dâu vừa đưa mặt lên với nụ cười của cô đã làm ông minh cũng như bà thúy phải ngạc nhiên đến không thể tin vào mắt của mình vì cô dâu của nhà bà hôm nay thật sự rất giống người chủ đã mất của nhà bà trước đây ông minh dường như không giấu được cảm xúc mà toàn thân ông run lên trời ơi giống quá giống quá bà thúy và bà nhi cũng phải thét lên quả thực rất giống người con dâu là vợ của minh anh có gương mặt rất giống với vợ ông minh trước đây là bà thủy từ đó căn nhà luôn tràn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc không còn ma quỷ phá phách việc làm ăn của minh anh cũng trở nên rất tốt và lan vợ của anh cũng đã sinh cho minh anh hai đứa con kháu khỉnh đó là hai bé sinh đôi một trai một cái lan tiếp quản cơ ngơi trở thành người thay thế vị trí của bà nhi khi bà qua đời vì bệnh. Không lâu sau, ông mình cũng vì quá đau buồn mà bệnh cũ tái phát qua đời khi tuổi đã quá cao. Làn luồn thu xếp công việc trong nhà đều rất tốt, không hề kém mẹ cả của chồng cô là bà Thủy trước đây. Năm người chị của Minh Anh cũng đều được cả đi. Đầu tiên là Nhật Hạ, tiếp theo sau đó là Nhật Lan và Nhật Hương. Nhật Oanh thì ở quá cho đến sau này. Lại một lần nữa căn nhà được sửa chữa thêm và không làm mất đi cái vẻ trang nghiêm vốn có của nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay và à, phần 2 của bộ truyện giọt máu thì các bạn có cảm nhận như thế nào? thì mọi người hãy cùng comment xuống dưới cho thuận được biết nha. và thuận thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón nghe. câu chuyện cũng khá là dài, à, chắc hẳn bây giờ mọi người cũng đã mệt rồi. vậy mọi người đi ngủ đi nha và thời gian sắp tới thì chắc chắn sẽ có một vài cái điều thay đổi và đặc biệt Duy thuận muốn gửi tặng tới cho tất cả mọi người đó nên là mọi người hãy cùng chờ đón xem điều đặc biệt gì từ kênh người dẫn Được gọi âm nha. ok bây giờ thì uh, chúng ta hãy ngủ đi và ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời với tất cả mọi người nhé chúc mọi người một đêm ngon giấc